Hiêu Xà Yêu Bà Di đáp rằng: Thiện nam tử, ta nhớ quá khứ ở chỗ Đức Phật Nhiên Đăng tu hành phạm hạnh, cung kính cúng dường, nghe kinh nghe pháp thọ trì nơi tâm, trước đó ở chỗ Đức Phật Ly Cấu xuất gia học đạo thọ trì chánh pháp. Lại trước đó ở chỗ Đức Phật Diệu Tràng, ta cũng xuất gia tu đạo. Lại trước đó ở chỗ Đức Phật Thắng Tu Di, ta cũng xuất gia tu đạo. Lại trước đó ở chỗ Đức Phật Liên Hoa Đức Tạng, ta cũng xuất gia tu đạo. Lại trước đó ở chỗ Đức Phật Tỳ Lô Giá Na, ta cũng xuất gia tu đạo. Lại trước đó ở chỗ Đức Phật Phổ Nhãn, ta cũng đã phát tâm Bồ Đề. Lại trước đó ở chỗ Đức Phật Phạm Thọ, lại trước đó ở chỗ Đức Phật Kim Cang Tề, ta cũng đã phát tâm Bồ Đề. Lại trước đó ở chỗ Đức Phật Bà Lâu Na Thiên, ta cũng đã phát tâm Bồ Đề. Thiện nam tử, ta nhớ quá khứ vô lượng kiếp, ở trong vô lượng đời, ở chỗ các Đức Phật nhiều như số các 36 sông Hằng như vậy, ta đều thờ phụng cung kính cúng dường, nghe pháp thọ trì tịnh tu phạm hạnh. Quá đây về trước, chỗ biết cảnh giới và trí huệ của chư Phật chẳng phải ta có thể dò lường được. Số 36 là biểu thị quá khứ 6 vị, vị vị đều tu 6 độ, 6 lần 6 là 36, đều là đức tánh hằng xa. Thiện nam tử, Bồ Tát ban đầu phát tâm không có số lượng vì đầy khắp tất cả pháp giới. Môn đại bi của Bồ Tát không có số lượng vì vào khắp tất cả thế gian. Môn đại nguyện của Bồ Tát không có số lượng vì rốt ráo 10 phương pháp giới. Môn đại từ của Bồ Tát không có số lượng vì trùng khắp tất cả chúng sinh. Sự tu hành của Bồ Tát không có số lượng vì tu tập trong tất cả cõi, tất cả kiếp. Sự tập muội của Bồ Tát không có số lượng vì khiến Bồ Tát đạo bất thối. Sức tổng trì của Bồ Tát không có số lượng vì hay trì tất cả thế gian. Sức trí quang của Bồ Tát không có số lượng vì khắp chứng nhập vào ba đời. Sức thần thông của Bồ Tát không có số lượng vì khắp hiện tất cả lưới cõi. Sức biện tài của Bồ Tát không có số lượng vì một âm tất cả đều hiểu. Thần thanh tịnh của Bồ Tát không có số lượng vì đều khắp tất cả cõi Phật. Thiện nam tử, Bồ Tát ban đầu phát tâm không có số lượng vì đầy khắp tất cả pháp giới và hư không. Vì lượng phát tâm, đồng pháp giới cũng đồng chúng sinh, mà chúng sinh cũng không có bờ mé ban đầu, do si có ái. Mà Bồ Tát phát tâm, si ái không có ban đầu, nên cũng không có kết thúc. Môn đại bi của Bồ Tát cũng không có số lượng, vì có thể vào khắp tất cả thế gian. Môn đại nguyện của Bồ Tát cũng không có số lượng, vì rốt ráo 10 phương pháp giới. Môn đại từ của Bồ Tát cũng không có số lượng, vì bao trùm khắp tất cả chúng sinh. Sự tu hành của Bồ Tát cũng không có số lượng, vì thường tu tập Phật Pháp trong tất cả cõi, tất cả kiếp. Sức tam muội của Bồ Tát cũng không có số lượng, vì Ngài khiến cho chúng sinh nơi Bồ Tát Đạo đang được bất thối truyền. Sức tổng trì của Bồ Tát cũng không có số lượng, vì hay chi trì tất cả thế gian. Sức trí huệ quang minh của Bồ Tát cũng không có số lượng, vì khắp chứng nhập đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai. Sức thần thông của Bồ Tát cũng không có số lượng, vì khắp hiện lưới cõi tất cả chư Phật. Sức biện tài của Bồ Tát cũng không có số lượng, vì có thể dùng một âm dễ nói pháp khiến cho tất cả chúng sinh đều hiểu được. Do đó có câu, Phật dùng một âm dễ nói pháp, chúng sinh theo lại đều hiểu được. Thần thành tịnh của Bồ Tát cũng không có số lượng, vì đều đầy khắp tất cả cõi Phật. Thiện tài đồng tử nói, Đức Thánh, bao lâu nữa Ngài sẽ chứng A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề? Thiện tài đồng tử nói, Đức Thánh, Ngài tu hành đã lâu, bao lâu nữa Ngài sẽ chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác? Đáp rằng, thiện nam tử, Bồ Tát chẳng phải vì giáo hóa điều phục một chúng sinh mà phát tâm Bồ Đề, chẳng phải vì giáo hóa điều phục trăm chúng sinh mà phát tâm Bồ Đề, cho đến chẳng phải vì giáo hóa điều phục bất khả thuyết truyền chúng sinh mà phát tâm Bồ Đề, chẳng phải vì giáo hóa chúng sinh một thế giới mà phát tâm Bồ Đề, cho đến chẳng phải vì giáo hóa bất khả thuyết truyền thế giới chúng sinh mà phát tâm Bồ Đề, chẳng phải vì giáo hóa thế giới chúng sinh nhiều như số hạt bụi cõi Diêm Phù Đề mà phát tâm Bồ Đề, chẳng phải vì giáo hóa thế giới chúng sinh nhiều như số hạt bụi 3.000 đại thiên thế giới mà phát tâm Bồ Đề, cho đến chẳng phải vì giáo hóa thế giới chúng sinh nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết truyền 3.000 đại thiên thế giới mà phát tâm Bồ Đề. Chẳng phải vì cúng dường một Như Lai mà phát tâm Bồ Đề, cho đến chẳng phải vì cúng dường bất khả thuyết truyền Như Lai mà phát tâm Bồ Đề, chẳng phải vì cúng dường các Như Lai thứ tự xuất hiện ra đời trong một thế giới mà phát tâm Bồ Đề,
cho đến chẳng phải vì cúng dường bất khả thuyết truyền các Như Lai thứ tự ra đời trong một thế giới mà phát tâm Bồ Đề, chẳng phải vì cúng dường các Như Lai thứ tự xuất hiện ra đời trong một thế giới nhiều như số hạt bụi 3.000 đại thiên thế giới mà phát tâm Bồ Đề, cho đến chẳng phải vì cúng dường các Như Lai thứ tự xuất hiện ra đời trong một thế giới nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết truyền cõi Phật mà phát tâm Bồ Đề. Chẳng phải vì nghiêm tịnh một thế giới mà phát tâm Bồ Đề, cho đến chẳng phải vì nghiêm tịnh bất khả thuyết truyền thế giới mà phát tâm Bồ Đề. Chẳng phải vì nghiêm tịnh thế giới nhiều như số hạt bụi 3.000 đại thiên thế giới mà phát tâm Bồ Đề, cho đến chẳng phải vì nghiêm tịnh thế giới nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết truyền 3.000 đại thiên thế giới mà phát tâm Bồ Đề. Chẳng phải vì giữ gìn giáo pháp của một Như Lai mà phát tâm Bồ Đề, cho đến chẳng phải vì giữ gìn giáo pháp của bất khả thuyết truyền Như Lai mà phát tâm Bồ Đề. Chẳng phải vì giữ gìn giáo pháp của các Như Lai nhiều như số hạt bụi cõi Diêm Phù Đề mà phát tâm Bồ Đề, cho đến chẳng phải vì giữ gìn giáo pháp của các Như Lai nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết truyền cõi Phật mà phát tâm Bồ Đề. Hiệu xả Yêu Bà Di đáp rằng: Thiện nam tử, vì Bồ Tát chẳng phải chỉ vì giáo hóa điều phục một chúng sinh mà phát tâm Bồ Đề. Bồ Tát cũng chẳng phải chỉ vì giáo hóa điều phục trăm chúng sinh mà phát tâm Bồ Đề, cho đến chẳng phải vì giáo hóa điều phục bất khả thuyết truyền chúng sinh mà phát tâm Bồ Đề. Chuyển nghĩa là lập lại, lập tới, lập lui không ngừng. Đây là biểu thị số mục lớn không cùng tận mà phát tâm Bồ Đề. Người ở tại Vạn Phật Thành, bất luận là ở xa đến hoặc ở gần lại, đều là người của mình. Tất nhiên là người của mình thì đều phải giữ quỷ cụ. Ai không giữ quỷ cụ thì người đó không thể ở chung được. Quỷ cụ tức là cử chỉ hành động, lời nói, việc làm đều phải hợp với thân phận và địa vị của mình. Đừng có làm tổn hại chướng ngại người khác. Nếu bạn làm tổn hại chướng ngại đến người khác tu hành, thì cũng giống như bạn phá hoại đạo tràng. Giữ quy cụ tức là giữ giới luật. Nếu bạn không phát Bồ Đề tâm, suốt ngày đến tối khởi vọng tưởng, chẳng dụng công tu hành, cứ nói chuyện thị phi với người khác, thì đó là bạn chướng ngại người khác tu hành, phá hoại tăng đoàn. Cho nên, bất luận người xuất gia hoặc người tại gia, nếu không giữ quy cụ của đạo tràng thì tuyệt đối không thể ở chung. Trong kinh văn lại nói, Bồ Tát tu đạo phát tâm Bồ Đề, chẳng phải chỉ vì giáo hóa chúng sinh một thế giới mà phát tâm Bồ Đề, cho đến chẳng phải chỉ vì giáo hóa bất khả thuyết truyền thế giới chúng sinh mà phát tâm Bồ Đề, cũng chẳng phải chỉ vì giáo hóa thế giới chúng sinh nhiều như số hạt bụi cõi Diêm Phù Đề mà phát tâm Bồ Đề, cũng chẳng phải chỉ vì giáo hóa thế giới chúng sinh nhiều như số hạt bụi 3.000 đại thiên thế giới mà phát tâm Bồ Đề, cho đến chẳng phải chỉ vì giáo hóa thế giới chúng sinh nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết truyền 3.000 đại thiên thế giới mà phát tâm Bồ Đề. Ở trên đây là biểu thị chẳng phải chỉ vì hóa độ chúng sinh số mục nhất định mới phát tâm Bồ Đề. Hiệu xả Yêu Bà Di lại nói, Bồ Tát chẳng phải vì cúng dường một vị Phật mà phát tâm Bồ Đề, cho đến chẳng phải chỉ vì cúng dường bất khả thuyết truyền Đức Phật mà phát tâm Bồ Đề. Lại chẳng phải chỉ vì cúng dường chư Phật thứ tự xuất hiện ra đời trong một thế giới mà phát tâm Bồ Đề, cho đến chẳng phải chỉ vì cúng dường bất khả thuyết truyền chư Phật thứ tự ra đời trong một thế giới mà phát tâm Bồ Đề. Chẳng phải chỉ vì cúng dường chư Phật thứ tự xuất hiện ra đời trong một thế giới nhiều như số hạt bụi 3.000 đại thiên thế giới mà phát tâm Bồ Đề, cho đến chẳng phải chỉ vì cúng dường chư Phật thứ tự xuất hiện ra đời trong một thế giới nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết truyền cõi Phật mà phát tâm Bồ Đề. Trên đây chẳng phải chỉ vì cúng dường chư Phật có số mục nhất định mới phát tâm Bồ Đề. Hiệu xả Yêu Bà Di lại nói, Bồ Tát chẳng phải chỉ vì nghiêm tịnh một thế giới mới phát tâm Bồ Đề, cho đến chẳng phải chỉ vì nghiêm tịnh bất khả thuyết truyền thế giới mới phát tâm Bồ Đề. Chẳng phải vì nghiêm tịnh thế giới nhiều như số hạt bụi 3.000 đại thiên thế giới mới phát tâm Bồ Đề, cho đến chẳng phải chỉ vì nghiêm tịnh thế giới nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết truyền 3.000 đại thiên thế giới mới phát tâm Bồ Đề. Trên đây chẳng phải chỉ vì nghiêm tịnh cõi nước có số mục nhất định mới phát tâm Bồ Đề. Hiệu xả Yêu Bà Di lại nói, Bồ Tát chẳng phải chỉ vì giữ gìn giáo pháp của một Đức Phật để lại mới phát tâm Bồ Đề, cho đến chẳng phải chỉ vì giữ gìn giáo pháp của bất khả thuyết truyền chư Phật mới phát tâm Bồ Đề, chẳng phải chỉ vì giữ gìn giáo pháp của chư Phật nhiều như số hạt bụi cõi Diêm Phù Đề mới phát tâm Bồ Đề, cho đến chẳng phải chỉ vì giữ gìn giáo pháp của chư Phật
Nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết chuyển cõi Phật mới phát tâm Bồ Đề. Trên đây là chẳng phải chỉ vì giữ gìn giáo pháp có số mục nhất định mới phát tâm Bồ Đề. Lược nói như vậy, chẳng phải vì viên mãn thể nguyện của một vị Phật, chẳng phải vì đi đến cõi nước của một vị Phật, chẳng phải vì vào chúng hội của một vị Phật, chẳng phải vì giữ pháp nhãn của một vị Phật, chẳng phải chuyển bánh xe pháp của một vị Phật, chẳng phải vì biết các kiếp thứ tự trong một thế giới, chẳng phải vì biết biển tâm của một chúng sinh, chẳng phải vì biết biển căn của một chúng sinh, chẳng phải vì biết biển nghiệp của một chúng sinh, chẳng phải vì biết biển hạnh của một chúng sinh, chẳng phải vì biết biển phiền não của một chúng sinh, chẳng phải vì biết biển phiền não tập của một chúng sinh, cho đến chẳng phải vì biết biển phiền não tập của chúng sinh nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết truyền cõi Phật mà phát tâm Bồ Đề. Hiệu xả Yêu Bà Di lại nói, lược nói như vậy, Bồ Tát chẳng phải vì viên mãn thể nguyện của một vị Phật mà phát tâm Bồ Đề, chẳng phải vì đi đến cõi nước của một vị Phật mà phát tâm Bồ Đề, chẳng phải vì vào chúng hội của một vị Phật mà phát tâm Bồ Đề, chẳng phải vì giữ pháp nhãn của một vị Phật mà phát tâm Bồ Đề, chẳng phải chuyển bánh xe pháp của một vị Phật mà phát tâm Bồ Đề, chẳng phải vì biết các kiếp thứ tự trong một thế giới mà phát tâm Bồ Đề, chẳng phải vì biết biển tâm của một chúng sinh mà phát tâm Bồ Đề, chẳng phải vì biết biển căn của một chúng sinh mà phát tâm Bồ Đề, chẳng phải vì biết biển nghiệp của một chúng sinh mà phát tâm Bồ Đề, chẳng phải vì biết biển hạnh của một chúng sinh mà phát tâm Bồ Đề. Có những chúng sinh đời đời kiếp kiếp đều tu hành không ngừng, có những chúng sinh tu hành nửa đường rồi bỏ. Tóm lại, hạnh của chúng sinh tu vô lượng vô biên, nhiều như biển. Bồ Tát chẳng phải vì biết biển phiền não của một chúng sinh mà phát tâm Bồ Đề. Phiền não của chúng sinh vô cùng vô tận, cho nên một trong bốn hoàng thệ nguyện của Bồ Tát là phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn. Chẳng phải vì biết biển phiền não tập của một chúng sinh, cho đến chẳng phải vì biết biển phiền não tập của chúng sinh, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết truyền cõi Phật mà phát tâm Bồ Đề. Vì muốn giáo hóa điều phục tất cả chúng sinh đều không thừa sót mà phát tâm Bồ Đề. Vì muốn phụng thờ cúng dường tất cả chư Phật đều không thừa sót mà phát tâm Bồ Đề. Vì muốn nghiêm tịnh tất cả cõi nước chư Phật đều không thừa sót mà phát tâm Bồ Đề. Vì muốn hộ trì chánh giáo của tất cả chư Phật đều không thừa sót mà phát tâm Bồ Đề. Vì muốn thành tựu viên mãn thệ nguyện của tất cả Như Lai đều không thừa sót mà phát tâm Bồ Đề. Vì muốn đi đến cõi nước của tất cả chư Phật đều không thừa sót mà phát tâm Bồ Đề. Vì muốn vào chúng hội của tất cả chư Phật đều không thừa sót mà phát tâm Bồ Đề. Vì muốn biết các kiếp thứ lớp trong tất cả thế giới đều không thừa sót mà phát tâm Bồ Đề. Vì muốn biết biển tâm của tất cả chúng sinh đều không thừa sót mà phát tâm Bồ Đề. Vì muốn biết biển căn của tất cả chúng sinh đều không thừa sót mà phát tâm Bồ Đề. Vì muốn biết biển nghiệp của tất cả chúng sinh đều không thừa sót mà phát tâm Bồ Đề. Vì muốn biết biển hạnh của tất cả chúng sinh đều không thừa sót mà phát tâm Bồ Đề. Vì muốn biết biển phiền não của tất cả chúng sinh đều không thừa sót mà phát tâm Bồ Đề. Vì muốn diệt trừ biển phiền não tập của tất cả chúng sinh đều không thừa sót mà phát tâm Bồ Đề. Hiệu xả Yêu Bà Di lại nói, Bồ Tát